tươi rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Em hồn nhiên bên mái ấm gia đình, nơi miền quê em đềm yêu sâu. Em ngỡ đâu sóng xô đời em lạc vào vực sâu thẳm tối, thương xót thân em thao thức bao đêm, mong sao thoát cơn đau này. Người đời đã dối trá cướp đi tình em, chẳng mang tuổi lỗi đã giết chết tuổi xuân, chỉ còn lại bóng tối vây quanh em vẫn không hề khúc ngã. Người đời vì lạc thú xâm nát đời em, vì tình yêu em đã vứt thêm niềm tin. Vượt qua bề sau em đón hạnh phúc trở về. Chắc là xìu sủi biết được bí mật gì nên bị ai đó giết người diệt khẩu. Để anh coi đó không? Nó mới đi ra ngoài à, mà mày hỏi làm gì? Đương nhiên là phải vậy rồi, vì nó mới ra ngoài, nó điện thoại cho tôi năn nỉ ôi kìa. Tụi bay chỉ giỏi suy diễn, nên nhớ Quy Bất Học hiện nay có vai trò quan trọng trong tổ chức, nên nó không thể làm hại nội bộ. Còn chuyện cứu chị em con bé gì đó có thể chỉ là lòng thương hại thôi, không thể kết tội đó về vụ chết cháy của Sự Sủi khi chưa có bằng chứng rõ ràng. Nếu muốn có chứng cứ đơn giản thôi, hãy cứ làm mạnh tay đi, chỉ sợ anh không dám. Nếu anh tiếp tục bao che trắng trợn cho hắn thì tôi sẽ không bỏ qua đâu, kể cả vụ thằng đặc khùng bị tên nào đó ném đá dấu tay. Thôi được rồi, tụi bay cứ bình tĩnh, để tôi gọi nó về hỏi rõ trắng đen thì biết. Anh phải cố tìm cho được ba Ngọc, nó cũng thể chết oan chết ức như vậy được. Chị yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức. Tư Nghĩa, chút nữa sẽ có người bên bộ công an qua đây chăm sóc và bảo vệ cho hai chị em, cố lên nha. Suốt đời này em sẽ không quên ơn anh đâu. Được rồi, dạ, nhờ anh. Dạ. Dạ em nghe anh. Chú đang ở ngân hàng đó hả? Dạ, em đang ở ngân hàng. Có chuyện gì không anh hai? À, nhà hàng của Hai Lé bị cháy, chú có biết không vậy? Ủa, vậy hả? Em đâu có biết gì đâu. Ủa, mà bị sao vậy anh? À, hình như là bị chập điện thì phải. Rồi, có thiệt hại gì không anh? Ồ, cũng may là không sao hết. À, vậy thì hên quá. À, chú Quy nè. Dạ. Anh có chuyện quan trọng muốn bàn với chú, chú qua nhà anh liền nha. Dạ, dạ được rồi, xong việc em chạy qua liền. Ông Mười, ông làm gì trong nhà tôi hả? Cậu không quan nghênh lão à? Đáng lý giờ này ông phải ở nhà hàng chứ, ai cho phép ông tự tiện đột nhập vào nhà tôi hả? Lão buồn quá,
không có việc gì làm, nên lão đến đây để biết nhà cậu vậy mà. Sẵn tiện làm vài ván cờ cho vui, được không? Ông lại hả? Ông ra khỏi nhà tôi đi. Nhanh lên. Cậu nghĩ lão là ai? Ông ra khỏi nhà tôi đi. Nhanh. Người cậu làm gì dính máu không vậy? Máu người tanh lắm đó. Tôi nói là ông ra khỏi nhà tôi. Nhanh đi. Ông có đi không? Nó vẫn tắt máy. Đúng là có tật giật mình mà. Hay là bể chị trốn đi mất rồi đó không chừng. Thôi đi, chưa có gì hết, đừng bày trò chụp mũ người ta. Hôm nay ngày gì không biết nữa, tự nhiên lòi ra hai cái xác trong nhà hàng của tôi. Hỏi sao công an nó không để ý. Hết thằng Đắc Khùng bị ở tù, tới thằng Sừng Sủi bị chết, anh điều hành tổ chức giỏi quá. Mày nói vậy là có ý gì? Mày định tố cáo với ông lão cách chức tao hả? Đúng. Nếu ông không đem thằng Quý về giải quyết vụ này thì ông cũng không quay lại đâu. Lão sực. Anh tính. Cái gì? Anh đang cay cú Hải Lé đúng không? Em cũng vậy. Sao mình không cùng nhau hợp sức để nhổ bỏ cái gai trong mắt đó đi? Tổ chức đang lao đâu, bây giờ còn bứng thêm nó nữa thì ai chịu chặt chém đi. Cái thứ bất cần liều mạng như hắn thì em quơ một cái là có cả đống. Nhưng nếu anh dung dưỡng một kẻ có ý đồ chống đối anh thì khác gì anh đang ôm bom nổ chậm. Chuyện này là sao? Sáng giờ tụi con kiểm tra mà không thấy được gì. Vấn đề không ở đây, nghĩa là ở đầu vào phải không? Dạ. Tụi phải tới ngay nhà hắn kiểm tra coi sao. Dạ. Dạ. Dậy đi, ngủ lâu quá không có tốt đâu. Tôi đang ở đâu vậy? Ở một nơi mà không phải ai cũng có quyền được đến. Chỗ này có phải là Ông là bố già của các bố già? Vô lý. Tôi đã từng diện kiến ông lão rồi, không phải là ông. Ta lừa tình thôi chú em. Vậy ông giả dạng ông Mười để làm cái gì? Cũng giống như vua chúa ngày xưa giả dạng làm thường dân để di hành. Ta cũng muốn nếm thử cảm giác đó coi sao. Nhưng mà nói thiệt, ta chẳng thấy thú vị con mẹ gì cả. Chẳng qua là ông muốn do thám tình hình của tổ chức thôi. Chính xác. Để đánh giá lòng trung thành hoặc sự dân phục mẫn cán của từng đàn em, nhất là cái bộ tứ quyền lực. Mặt khác, mối thù giữa em và Hải Lé là không thể nào hóa giải được. Cách giải quyết duy nhất là có một kẻ phải lên đường. Nếu anh không trợ giúp cho em phải tự thân vận động anh Tư.
Và có thể anh năm, anh sáu, anh bảy, anh tám, anh chín gì đó. Anh cũng dư hiểu mà. Một khi người đàn bà như em bị dồn vào đường cùng, bắt buộc phải ra tay, thì nó nguy hiểm tới mức nào anh hiểu mà. Bây giờ muốn đá hãy lấy ra, ít nhất phải có cớ gì đó để thuyết phục ông lão. Em có thể nguy hiểm một, nhưng mà ông lão nguy hiểm đến 10. Chỉ quyền lực luôn nằm trong tay kẻ mạnh. Sớ rớ để ông biết mình bày trò, thì sự nghiệp giang hồ của anh coi như là chấm dứt. Vậy thì em sẽ cho anh một cái cớ có sức nặng ngàn cân. Nếu ta nói rằng cậu là người duy nhất biết mặt thật của ta, cậu tin không? Làm sao có chuyện đó được? Không phải là anh Tính cũng thường xuyên gặp bà cậu sao? Gặp qua bức vách đằng kia thì có nghĩa lý gì? Nhưng mà tại sao tôi lại có đặc ân này? Đứng dậy, ngồi đây. Siêu Suối đã chết, thêm Đạt Hùng đã sổ khám, thì hiện nay bộ tư lĩnh chỉ còn mình cậu và Hải Lé, một con thỏ và một con bò tót. Hả? Nhưng mà vẫn còn anh Tính nữa mà. Tính cùi nó là một con sói. Ta có thể dùng thỏ, dùng bò tót, nhưng ta không thể dùng sói. Đó là lý do ta cho gọi cậu đến đây, dù bằng một hình thức không hay ho cho lắm. Cậu nghe ta hỏi đây, cái chuyện mà Đa Cùng bị gài ma túy cho cảnh sát bắt, có phải do Tính cùi nhúng tay vào không? Và chuyện này ta có thể khoan dung cho sự thất tính, nhưng dối trá và phản bội thì không. Nói đi. Đúng, đúng là trong chuyện Đặc Khùng anh Tính có nhúng tay vô. Tại sao? Ông cũng đã nói rồi đó, ông rất ghét kẻ phản bội. Bây giờ mà tôi nói lý do tại sao, chẳng khác nào tôi lại phản bội anh Tính. Cậu nói hay lắm, nhưng khi anh Tính của chú mày đã chuẩn bị để trở thành một con sói phản chủ, thì việc lật tẩy bản chất của hắn được coi là một hành động trung thực và dũng cảm. Hãy xem trong lịch sử có biết bao nhiêu đế chế phải suy tàn và diệt vong, không phải vì mỹ nhân thì cũng là do kẻ phản bội. Ta không muốn đế chế của ta phải suy tàn như vậy. Ông đã biết hết rồi, về theo câu hỏi tôi làm gì nữa? Hắn muốn nhân danh ta để lần lượt hạ bệ Đạt Khùng, kế tiếp là Hải Lé, rồi sẽ tiến cử đàn em của hắn để lên thay thế, tạo dây cánh, củng cố quyền lực, chờ ngày giấy binh tạo phản. Có phải vậy không? Ta giết một con chó như hắn thì quá dễ dàng, nhưng mà ta có lý do để cho hắn thở thêm. Thứ nhất là tổ chức đang có biến động lớn, nếu thêm Tính cùi bị gãy thì chắc chắn là tan vỡ. Thứ hai là việc trừ khử hắn cần có một khoảng giao thời để xóa bỏ mọi ảnh hưởng của Tính cùi và để chuyển quyền lực về tay người kế vị. Vậy à, ông đã chọn được người rồi à? Cậu. Tôi. Phải, cậu là kẻ duy nhất ta có thể đặt niềm tin vào lúc này. Nhưng mà tại sao ông lại tin tưởng tôi?
cậu không võ biện như đám hải lé, cũng không hiểm độc như tính cùi. Cậu biết dùng cái đầu, biết trên biết dưới, và đương nhiên ta cũng không chọn những kẻ không có tham vọng. Nhưng mà ta đã nắm lý lịch của cậu rất rõ, nên ta mới đưa ra quyết định này. Năng lực của cậu thì ta đã biết rồi, bây giờ là lúc chứng minh lòng trung thành và sự phục tùng tuyệt đối của cậu. Chú ơi, con này chú. Chú ơi, chú ơi, chú. Trung hả? Dạ, con Trung nè. Chú, con có chuyện gấp nên bây giờ anh Trung đưa vô đây. Cả hai vô đây. Dạ. Chú không ngờ là hôm nay ông lão đã cho bắt cóc con, đem về hang ổ của ông đâu. Sao lại bắt cóc? Hắn muốn con làm tay sai cho hắn, để dò thám các hoạt động phản bội của tính cùi. Vậy à? Chú có nhớ lần trước con đã từng kể với chú là con đã diện kiến được ông lão? Có. Thì sao? Lần đó tất cả chúng ta đều bị lừa, vì ông lão đã sử dụng một mặt nạ silicon để ngụy trang. Chú chắc chắn cũng giống như con, sẽ vô cùng kinh ngạc khi biết được rằng ông lão chính là lão Mười Lao Công, làm việc tại nhà hàng của Hải Lé. Hắn giả dạng làm ông lão Lao Công mà. Phải. Hắn đã chịu mọi nhục nhã để trà trộn vào được trong đó, điều nghiêng tình hình. Nhưng với thân phận hiện giờ, hắn không thể leo cao hơn được, cho nên hắn muốn sử dụng con làm tay sai để dò thám mọi hoạt động tình hình của Hải Lé và tính cùi. Tay này đúng là cáo già. Con có nhận ra hang ổ của hắn ở đâu không? Dạ, lúc đó con bị đánh gục, khi tỉnh dậy đã thấy ở trong sào huyệt của hắn rồi. Đám cận vệ của hắn kiểm tra con rất kỹ, vì sợ con mang theo thiết bị theo dõi. Ngay cả điện thoại của con cũng bị tịch thu. Do đó con sợ là hắn cài phần mềm gián điệp, nên không dám gọi điện thoại trực tiếp cho chú, mà phải nhờ anh Trung tới đưa về đây. Chú, vẫn còn một chuyện nữa. Chú biết chuyện gì không? Cậu nói đi. Cứ 14.000 viên tân dược thì sẽ ra được 100 gram ma túy đá. Vì bào chế kỳ công như vậy nên chất lượng hàng của ta là số 1 trên thị trường hiện nay. Ra lò hết mẻ nào là con nghiện tranh nhau mua sạch mẻ đó. Túi ma túy này tôi đã từng thấy ở nhà tích cùi rồi. Đúng. Thì ra là của lão à? Hắn đang giúp ta để chuyển hàng đi tỉnh. Nhưng quy tắc của lão từ trước giờ là không được tới ma túy mà. Ta cũng nghĩ là như vậy, nhưng sau khi việc xong kẹo sẹo, ta không ngờ thị trường ma túy lại là món hàng béo bở như vậy. Ngu gì mà không nhảy vào, không sản xuất ma túy, bị bắt cũng chết, đúng không? Sắp tới ta sẽ mở rộng quy mô sản xuất độc tôn ma túy đá trong nước. Ta sản xuất ở trong cái hầm này, quả mai có thánh mới biết. Chính vì hắn hớ miệng như vậy nên con mới suy đoán rất có thể sào huyệt của hắn là một hầm ngầm kiên cố, cho nên chúng ta tốn bao nhiêu công sức vẫn chưa tìm được. Tên này còn sống ngày nào thì đúng là đại họa của xã hội. Con chỉ cần lần ra xào huyệt của hắn, chú sẽ không do dự, tổng tấn công ngay lập tức.
Tuy nhiên, con cũng phải cẩn thận, vì bây giờ nhất cử nhất động của con đều nằm trong tầm ngắm của hắn. Con hiểu, chú yên tâm. Cảm ơn. Anh Huy, anh Tính cần gặp anh gấp. Có chuyện gì không? Thôi để qua ngày mai đi, nay tao mệt quá. Ê, nè, tụi mày làm cái gì? Nè, đi. Xài lâu quá nó hư, chứ tôi bể lậm mẹ gì cho ông giận cổ tôi hả? Nó gãy tự nhiên hay là nó bị bẻ? Có người bẻ. À, tôi hiểu rồi. Đi. Nè, buông ra coi. Đi. Mày làm gì? Đi lên, buông ra. Đi. Đi, đi. Anh hai. Dạ. Anh chạy tôi này lên coi. Nó làm gì vậy? Thằng khốn, mày dám chơi tao hả? Anh nói cái gì vậy em không hiểu. Đánh mày chỉ có giơ tay thôi. Nói, có phải mày giết thằng Sủi rồi đốt xác nó phi tang phải không? Anh hai, anh nói cái gì vậy? Làm sao em dám làm chuyện đó? Mày tưởng tao còn nít hả? Con đứa tận mắt nhìn thấy mày cõng con hiền gì đó chạy ra, phải không? Em sợ nó chết cháy cho nên em mới cứu nó. Vậy tại sao mày nói với tao là mày không có tới đó? Trời ơi, khổ quá. Tình gây lý giang, em sợ là anh hiểu lầm em. Mày cũng lẻo mép lắm đó Huy à. Anh hai, em đi theo anh bao nhiêu năm nay, không lẽ chứ vì chuyện đó mà anh không tin em? Chính vì tao tin mày nên bây giờ tao bị như vậy nè. Bây giờ anh mới là người ngu muội nhất đó. Mẹ mày. Anh hai, cầm miệng. Trước khi mày giết, thằng Sự Sự nói bóng gió với tao gì mày? Và tính qua đây gặp trực tiếp tao để nói rõ hơn. Ai ngờ lại bị mày thủ tiêu diệt khẩu. Tại sao mày giết nó? Anh hai, nói. Anh hai, em không có làm chuyện đó. Anh đừng có nghe lời kẻ xấu xúc xỉm đó bậy chứ. Mày mà nói láo, tao cắt cổ liền. Thằng Sự Sự phát hiện gì được bí mật của mày hả? Trời ơi, làm sao em biết được? Có phải mày là không ăn kim gà vô không? Anh hai, anh đừng có nói bậy. Đại ca, anh Quy chết bây giờ đại ca. Đại ca, tha cho anh Quy đi đại ca. Đem băng bó cho nó và ống xuống hầm. Dạ, dạ. Đánh tới chừng nào chịu khai thì thôi. Mấy anh thông cảm giùm em chút xíu. Anh em mình mà, dân xâm bình với nhau không à. Em gạt mấy anh làm gì? Chẳng qua em gặp một sự cố nhỏ nhỏ nên hàng ở bển chưa kịp về. Em đã nhận tiền cọc của mấy anh rồi thì đảm bảo sẽ là hàng ngon. Em sẽ giao hàng cho mấy anh đầy đủ. Đương nhiên, cái thứ đầu lâu đó so với ma túy đá của em thì hơi hám gì. Có thá gì đâu. Rồi, vài bữa nữa. Vậy nghe. Bà mẹ thằng Siêu, chết lúc nào không chết, chết ngay lúc giao hàng cho mình. Alo, Linh ghẻ hả? Mày đang ở đâu vậy? Tao có chuyện muốn nhờ mày nè. Rồi mày ở đó đi, tao qua mày liền.
Chị hai, ăn chút cháo đi chị. Út, em gọi cho anh Huy coi có tin gì của ba Ngọc không. Sáng giờ em gọi cho ảnh mà không thấy bắt máy. Chị hai, chị hai. Hai Hiền, hồi nãy vô thấy em đang ngủ mà anh không có dám kêu. Em khỏe chưa? Anh ba, em xin lỗi anh. Em có lỗi với anh nhiều lắm. Không, không. Em xin lỗi. Không. Người có lỗi là anh. Anh là chồng của em mà anh không có làm được gì cho em hết. Em không có cứu được ba Ngọc. Em không có muốn sống nữa anh ba. Thôi, thôi. Ơi, gặp được nhau là mừng rồi. Em đừng có nghĩ cái gì nữa hết á. Chị hai, chị đừng có nói vậy. Chị còn phải sống vì anh ba, vì tụi em, vì tía nữa chứ. Tía, tía đang ở đâu nhỉ? Tía còn yếu lắm, chắc là không có lên đây thăm em được đâu. Tía nói tía nhớ chị hai lắm. Chị hai, mấy ngày nữa là giỗ 100 ngày của má phải không Út? Chị hai, sao chị biết? Má ơi, con bất hiếu quá, tất cả là lỗi của con. Em về là mừng rồi. Má ơi, mọi người ơi, y tá mới báo tôi nghĩ trốn viện rồi. Mấy bữa nay đóng cửa có kiếm ăn được cái gì đâu, cho khất vài bữa nó đi. Ok, vậy đi ha. Tao mà đổi đời là mày xong với tao luôn á. Mẹ mày. Mày là thằng nào? Mày là đàn em của Hải Lé, đúng không? Ừ, thì sao? Đại ca, tha cho em đại ca. Đại ca muốn gì đại ca? Đại ca, chó, nó dám cãi lệnh cấm buôn bán ma túy của ông lão, coi như tới số rồi. Vậy thì xóa sổ nó đi. Nhanh lên. Ở đâu? Mày lừa tao hả? Tôi chạy vô là thấy nằm ngay đây nè. Giờ biến mất tiêu sao tôi biết được. Ờ, hình như giày này là của con Ngọc á. Mày nói cái gì? Của con Ngọc á. Còn đây là đoạn phim con Diễm đã quay được lúc Hải Lé bàn chuyện buôn bán ma túy. Không cần. Tên này thừa biết lệnh cấm buôn bán ma túy của anh nhưng vẫn liều lĩnh nhúng tay vào. Cứ chiếu theo luật mà xử nó, đúng không anh? Ta buông được thì sao lại cấm nó? Anh làm vậy đâu có được. Nếu mà anh không trừng trị nó thì đâu ai coi anh ra gì đâu. Hơn nữa, nếu Du Di thì chỉ trong một thời gian thôi, hắn sẽ cạnh tranh trực tiếp với mình. Anh à, một khu rừng không thể có hai hổ được. Cũng giống như tổ chức của chúng ta.
không thể có hai thủ lĩnh, có đúng không? Anh muốn ám chỉ điều gì? Điều gì thì cậu tự biết thôi. Chẳng lẽ em làm chuyện gì phật ý anh sao? Tôi đã xem hết cảnh cậu tra tấn Quy Bác Học rồi. Tại sao không có lệnh của tôi mà cậu dám hành động vô lối như vậy hả? Em bức xúc quá mà. Anh không biết nó giết Sửu Sủi để diệt khẩu sao? Em đang nghi nó là nổ gián cảnh sát cài vào. Có bằng chứng gì không? Dạ. Dạ, bằng chứng hiện chưa có, nhưng có thể dựa vào chuyện Sửu Sủi úp mở với em là đã phát hiện ra điều gì đó khủng khiếp về Quý Bác Học. Rồi sau đó là cái chết bất thường của Sửu Sủi khi chuẩn bị qua gặp em. Anh nghĩ đi, làm gì có sự trùng hợp quái gở như vậy được. Khi mà tên Huy cũng có mặt tại hiện trường lúc xảy ra vụ cháy, nhưng mà ban đầu nó trốn lẻo lẻo với em à. Anh hãy cho em thêm thời gian, em sẽ lột được mặt nạ hiểm độc của nó. Được, nhưng mà nếu cậu sai, cậu sẽ tự xử cách nào đây? Nếu em sai, anh muốn xử sao cũng được. Hãy nhớ lời cậu nói ngày hôm nay nghe. Dạ. Mày tính đi trước tao một nước cờ hả tính cùi? Tụi bay tới túc trực nhà thằng Tính, bảo đảm Quy Bác Học không bị khử. Dạ. Ai mà vô nhà mình vậy kìa? Em Tư Nghĩa nè chị. Tư Nghĩa. Kì ba ơi, kì ba ơi, em nhớ kì ba lắm kì ba ơi. Em kêu chị từ bữa tới giờ chị biết không? Kì ba của em, em xin lỗi chị. Tại em mới chạy ra nông nổi này. Tôi xin giới thiệu, tôi là Thiếu tướng Trực, Tổng cục Phó Tổng cục Cảnh sát Điều tra, phụ trách chuyên án của Tính Quỳ. À, tôi có nghe về ông, mà bây giờ mới được gặp. Có lẽ gặp ở quán nhậu thì tốt hơn hả? Cho tới bây giờ, cậu vẫn ngoan cố không chịu nhận tội hay sao? Tôi đã nói nhiều rồi, tôi không có làm việc đó. Tôi bị tụi nó gài. Anh không tin tôi hả? Nhưng tất cả tang chứng vật chứng đều chống lại cậu. Cậu cũng thừa biết với hai bánh heroin đó mức án sẽ ra sao mà. Tôi tin là tôi sẽ đòi lại được công bằng. Đến bây giờ cậu vẫn đinh ninh rằng Tính Cùi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, có đúng không? Cái đó là ông nói chứ không phải tôi. Và cậu cũng tin rằng sẽ có một thế lực nào đó giải cứu cho cậu lần này. Nếu biết Tính Cùi bán đứng cậu, cậu sẽ làm gì? Tôi tặng hắn cái hòm. Ông đừng bao giờ tìm cách chia rẽ tôi. Vô ích, vô ích lắm. Được, vậy thì tôi sẽ giúp cho cậu mua gián. Ừ. Em sẽ mua chuộc một tay đàn em của đàn khùng, để hắn bỏ ma túy vào xe. Anh chỉ việc ập đến thọc cổ hắn, vậy là xong. Hiểu rồi. Ông cứ báo rõ ngày giờ địa điểm, tôi sẽ xua quân đi bắt. Thắng cú này, tôi càng có cơ hội lớn trở lại bàn chuyên án của tướng Trực. Phải. Chỉ cần có anh Tư ở trong bộ não của họ thì mười tướng Trực cũng không sợ, chứ nói gì một ông. Thằng Tính Cùi, tao giết nó. Thằng Tính Cùi, bỏ tao ra, bỏ tôi ra. À,
nếu cậu đã sáng mắt ra rồi và không muốn bị tử hình một cách oan uổng, tôi sẽ mở cho cậu một con đường sống. Đường gì? Ông nói đi, tôi có chết cũng được, miễn sao tôi phải kéo thằng chó đẻ đó theo. Đừng tiêu cực như vậy, hãy sáng suốt hợp tác thành khẩn với chúng tôi. Cậu vẫn còn cơ hội làm lại cuộc đời. Khai chưa đồng chí? Anh hai, đừng bị tụi nó lừa. Lừa? Tại sao phải lừa tao? Tôi phát hiện ra chủ mua buôn bán ma túy là Hải Lé, nên anh giết Xèo Sủi rồi mượn tay anh giết tôi bịt đầu mối. Tại sao mày biết? Anh đừng có dại dột mắc bậy hết. Nó muốn anh phải chặt đứt tay của mình, đến giờ mà anh không hiểu. Quy, sao giờ này chúng mới nói cho anh biết hả? Anh ơi, chưa muộn mà đúng không? Quy, Quy, kêu xe cấp cứu. Dạ. Quy, Quy, mày lên đó. Thằng cậu Hải Lé này, nó dám gài nổ tao mà. Mày đi bắt Hải Lé về cho tao. Dạ. Quy, Quy, tỉnh lại đi. Cái đám hung dịch này trốn đi đâu hết rồi? Chắc đi chặt hẻo quá. Tính cần gặp anh gấp. Có chuyện gì không? Ta đang bận. Không được, đi. Cuối cùng tất cả cũng là của mình. Alo. Alo, tính cùi hả? Sao mày dám chơi tao hả? Tao chưa hỏi tội mày, mà mày dám tố ngược tao hả? Mày định mượn gió bẻ măng, lợi dụng tao giết thằng Quy đúng không? Đồ khùng, mày nói con mẹ gì vậy? Mày đừng tưởng rằng tao không biết ý định buôn hàng đá của mày. Mày nói cái gì? Làm sao mày biết được? Chuyện đó giờ không còn quan trọng nữa. Mày chỉ cần biết mày vi phạm quá nặng luật của tổ chức. Giờ tao cho mày hai con đường. Một là khôn hồn thì lết mạng chó về đây gặp tao để chịu xử phạt. Hai, bỏ xứ mà đi.
hại Lé nè. Nhưng mà tao khuyên mày nên chọn cách thứ hai thì tốt nhất, vì nếu để lính của tao mà tóm được mày, mày hiểu rồi ha? Chị Ba ơi, đầu của chị còn nhức hay là đau gì không? Bữa nay nó cũng đỡ rồi em. À, em quên nữa, Út Chót có gọi cho em, nói là anh Ba Hiếu đã đưa chị hai mình về quê rồi. Mà tía mình á, mà gặp lại chị hai á, tía mừng lắm á. Rồi, à, rồi bây giờ mà tía gặp lại hai chị em mình mà mình về cùng một lúc như vậy nè, là tía vui lắm á. Đúng không chị? À, hay là em gọi cho chị hai để cho chị hai chị ba nói chuyện nha. À, thôi 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 đi Nghĩa. Giờ mà chị nghe tiếng của chị hai á, chị cầm lòng không đặng đâu. Đằng nào lát nữa về cũng gặp chị hai mà. Dạ. Chị ba, nói thật với chị á, em chờ giây phút này lâu lắm rồi. Giây phút hai chị em mình đoàn tụ với nhau nè. Nhiều khi em nghĩ lại, hồi xưa phải chứ em không bồng bột, không có suy nghĩ con nít như vậy, thì chắc nhà mình không có xảy ra chuyện như vậy đâu hả chị? Thôi em đừng có nhắc mấy cái chuyện đó nữa Tư à. Dạ. Tư, nói nghe nè. Dạ. Sao mà tự nhiên chị ba khát nước quá à? Hay là đi xuống dưới mua cho chị ba miếng nước nha. Dạ được, chị ngồi đây đợi em nha. Ừ. Coi chừng đồ nha chị. Cảm ơn chị. Nhiêu tiền vậy chị? 10.000 em. Dạ chị, cho em cởi. Chị ba ơi, chị... Anh ơi, có thấy cái chị mà ngồi đây hồi nãy không? Không thấy anh ơi. Anh không thấy hả? À, cô ơi, cô có thấy cái chị ngồi đây không cô? Không thấy. Anh không cần tính nữa, anh quyết định theo em luôn. Mày, mày dám nói tao chỉ tính cùi là tao buôn bán ma túy hả? Không có, không có, em không nói đâu. Anh ơi, em thề, em không nói mà. Mày không nói thì ai nói? Chuyện này tao làm chỉ có mày và Sửu Sủi biết thôi. Chẳng lẽ Sửu Sủi hiện hồn và nói hả? Anh muốn gì cũng được hết á, anh tha cho em đi. Anh muốn gì cũng được, anh muốn gì hả? Tao muốn giết mày, được không? Nhưng mà giết mày phải tự tay tao mới sướng. Người đời đã dối trá cướp đi tình em, chẳng mang tội lỗi đã giết chết tuổi xuân, chỉ còn lại bóng tối vây quanh em vẫn không hề khóc ngã. Người đời vì lạc thú xâm nạt đời em, tình yêu em đã vứt em yêu.